Hướng dẫn máy đun nước pha sữa thương hiệu Caple, dung tích là 1.3 lít, công suất 700W. Máy có các chức năng sau. Đầu tiên là mình xin hướng dẫn sử dụng luôn nhé, kèm thực tế luôn nha. Bởi nó bật nguồn này thì ngay lập tức thì nó sẽ bật ở chế độ là hâm sữa, đun nước để hâm để pha sữa đó. Nhiệt độ bên bên phải là nhiệt độ thiết lập bởi máy, nhiệt độ bên trái là nhiệt độ thực có trong của nước có trong bình bình đun. Nút cộng trừ là để chúng ta tăng giảm nhiệt độ mà chúng ta muốn thiết lập, tức là muốn nhiệt độ ở mức bao nhiêu thì chúng ta thiết lập vào này. Ví dụ như là muốn lên 48 độ thì nước nó sẽ tự động dâng lên, nhiệt độ sẽ tăng dần lên 48 độ nhiệt độ thực. Hoặc là chúng ta theo chức năng có sẵn của máy ha. Máy bắt đầu sẽ mặc định là chức năng là hâm nước ở 45 độ. Ấn qua thì nó sẽ chuyển thành là hâm nước ở 55 độ. Đó, 70 độ và 85 độ, 90 độ. Quay lại ban đầu. Các mức đó để phù hợp với pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha trà. Đó, các mức nhiệt nó được đề nghị để pha thì nó được thiết lập sẵn. Tiếp theo chúng ta giả sử mà muốn đun sôi nước thì chúng ta ấn vào đây. Chức năng thứ hai là đun sôi nước. Sau khi đó, nó sẽ đun sôi nước lên. Đó. Sau đó nó sẽ về cái nhiệt độ ban đầu mà chúng ta thiết lập là 45 độ này. Đó. Và đây, nước đó nó sẽ tăng lên 46 rồi đó. Nó sẽ đun lên 100 rồi sau đó nó sẽ không có đun nữa và tự động giữ về 45. Đó. Hoặc là qua chức năng nữa là chức năng khử clo thì cũng đun sôi nước nhưng mà nó có thêm sục nước nữa. Chức năng này nó sục giúp loại bỏ khí clo và tạp chất, nó sẽ đun sôi, cơ chế hoạt động là đun sôi trong vòng 5 phút rồi sau đó nó sẽ đưa về mức thiết lập ban đầu là 45 độ hoặc 46 độ, tùy cái này là mức thiết lập sẵn của máy đó, vậy thôi. Còn nước thì nó có cơ chế là tự động ngắt khi mà nước nó ở mức thấp nên không cần phải lo về việc cháy nổ.